Miss International 2022 gặp họa nhiều thí sinh bị lợi dụng, Phương Anh buồn bã lên tiếng. Trong buổi livestream mới đây, đại diện Việt Nam tại Miss International 2022, Á hậu Phương Anh đã có nhiều chia sẻ gây chú ý. Trong đó, nàng hậu bất ngờ lên tiếng về những mặt tối của giới Beauty Queen và cảm thấy may mắn khi được làm đại diện của Việt Nam. Sau 2 ngày có mặt tại Nhật Bản, Á hậu Phương Anh đã nạp đủ năng lượng cũng như cân bằng lại cảm xúc để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss International 2022. Việc có mặt sớm giúp Phương Anh sắp xếp lại quỹ thời gian và có trải nghiệm thật thú vị tại đây. Cô cho biết thời tiết ở Nhật rất đẹp, ẩm thực đa dạng và Phương Anh không khó để thích nghi. Mới đây, nàng hậu đã có buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Trong đó, nàng hậu tiết lộ về nhiều thí sinh và cho biết bản thân may mắn có sự đồng hành của ekip tại Việt Nam nên không gặp nhiều khó khăn như các thí sinh. Đáng chú ý, Phương Anh lên tiếng về việc nhiều thí sinh bị lợi dụng. Đại diện Việt Nam cho biết Phương Anh có sự đồng hành của các anh chị nhà thiết kế. Các anh chị đã cho mình mượn đồ để đi thi, để mình có được hình ảnh chỉnh chu nhất. Và mình cũng mới nói chuyện một số bạn. Thì không phải giám đốc quốc gia nào cũng được như chị Dung. Thật sự thì một số người ta không có quan tâm đến thí sinh đại diện của mình. Thậm chí một số người còn lợi dụng vị trí giám đốc quốc gia của mình để mình không thể nói được và không biết nói sao. Nói chung là rất bi kịch. Những điều đó mình thật sự không muốn xảy ra với ai, nhưng đó là những mặt xấu của giới beauty queen. Còn ở Việt Nam, mình thì hiện tại không có những trường hợp như vậy, nên Phương Anh cảm thấy rất biết ơn. Chỉ cần mình được làm đại diện cho Việt Nam thì mình sẽ nhận được sự ủng hộ và quan tâm rất lớn của mọi người. Mình sẽ lấy đây làm động lực để cố gắng phấn đấu hơn. Miss International là cuộc thi nhan sắc khiến khán giả phải chờ đợi mỏi mòn sau 3 năm vì trì hoãn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mà nhiều cô gái phải tạm gác đi ước mơ đặt chân đến Nhật Bản chinh phục vương miện hoa anh đào. Giờ đây, mùa giải lần thứ 60 đã trở lại với sự đầu tư bài bản, hoành tráng hơn bao giờ hết. Các mỹ nhân khắp nơi trên thế giới lại đổ về xứ sở mặt trời mọc khoe sắc. Ngày 30 tháng 11, các cô gái chính thức nhận lấy giải sắc quê hương mình. Từ đây, họ sẽ đại diện cho cả đất nước để mang đến tinh thần thi đấu nghiêm túc, thiện chiến và quyết tâm. Á hậu Phương Anh thổ lộ, ngày mà Phương Anh chờ đợi sau hơn 2 năm cũng đã bắt đầu diễn ra, được gặp gỡ những người bạn mới, trải nghiệm những điều thú vị tại đất nước mới và đặc biệt là hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá của Miss International 2022 lần này. Mọi người cùng ủng hộ Phương Anh nha! Có thể thấy sự hào hứng và tâm thế sẵn sàng của Phương Anh luôn luôn rực cháy. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả quê nhà, cô đã đặt để hết toàn bộ năng lượng của mình vào cuộc thi, ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ các bạn thí sinh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hậu thuẫn bởi ekip chuyên nghiệp, màn kèo sân của Phương Anh vừa qua vô cùng ấn tượng với hình ảnh người con gái Việt Nam thanh lịch trong chiếc váy đỏ. Các thí sinh Hoa hậu quốc tế 2022 sẽ được nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao The Guest Hotel. Được biết, bạn cùng phòng của Phương Anh là đại diện Nhật Bản Kiko Matsuo. Kết thân với chủ nhà sẽ rất có lợi cho người đẹp sinh năm 1998, nhất là khi cô có thời gian học qua tiếng Nhật. Đây cũng là dịp để tập luyện và gây ấn tượng với nước bạn. Fan Việt đang háo hức chờ đợi họ sẽ có thật nhiều những kỷ niệm đẹp cùng nhau, đặc biệt là những màn livestream về tình hữu nghị của hai nước Việt-Nhật. Mới đây, tham gia hoạt động gặp gỡ các thí sinh cũng như ra mắt ban tổ chức, Á hậu Phương Anh chinh phục fan Nhật Bản bằng outfit đỏ rực rỡ, chân váy xòe bồng óng ánh mix cùng chiếc áo khoác măng tô cực kỳ thanh lịch. Phương Anh chọn kiểu tóc búi cao để tôn lên gương mặt đẹp của mình. Không đặt nặng lên đôi vai Phương Anh về thành tích thứ hạng, nhưng chúng ta có quyền tin tưởng cô gái sinh năm 1998 sẽ khiến Việt Nam phải tự hào và Á hậu học giỏi sẽ đủ bản lĩnh để xô đổ dấu ấn của Thúy Vân đã xác lập tại Miss International 2015. Chung kết Miss International 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 13 tháng 12 tại Nhật Bản. Hành trình này của Phương Anh rất cần sự ủng hộ từ khán giả Việt Nam, đồng hành cùng cô viết nên giấc mơ nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.